Ở nhà vui mà ngày hôm nay sẽ chào đón hai vị khách mời cực kỳ thú vị và vui nhộn. Diễn viên Lê Lộc, một cô gái tươi trẻ yêu đời và đặc biệt luôn mang đến nhiều tiếng cười ở những nơi cô xuất hiện. Diễn viên Võ Tấn Phát, một anh chàng đẹp trai tài năng. Và Tấn Phát thì luôn biết cách lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với mọi người. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào thì hai bạn trẻ này vẫn luôn giữ được sự lạc quan, vui vẻ, không ngừng trau dồi học hỏi và quan tâm chia sẻ. Thật là vi diệu. Đổ rồi. Với tinh thần đó thì dù có gặp khó khăn như thế nào thì họ cũng sẽ dễ dàng vượt qua. Cùng gặp ngay hai bạn trẻ này nha. Lê Lộc xin được chào khán giả của chương trình Ở Nhà Vui Mà. Cung hoàng đạo của Lê Lộc là gì? Lê Lộc cung ma kết. Số đo ba vòng của Lê Lộc 73, 60 và 83. Nếu không làm diễn viên, Lê Lộc sẽ làm gì? Lê Lộc nghĩ là không thể không làm diễn viên. Bởi vì Lê Lộc may mắn được sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, nên đến thời điểm hiện tại, Lê Lộc vẫn rất muốn duy trì những gì mà ba mẹ đã trao cho Lê Lộc. Người mà Lê Lộc muốn gặp nhất ngay lúc này, người đi đường. Chắc hẳn là không chỉ riêng Lê Lộc mà rất nhiều người đang mong chờ một cái ngày bình thường mới sẽ đến. Hát một đoạn bạn muốn ngay lúc này. Vì tôi luôn có một chiếc bùn đôi, bùn đôi để ăn hết tất cả những món ngon trên cuộc đời. Món ăn mà Lê Lộc muốn ăn khi hết dịch đó là lẩu chao chay. Ôi lâu rồi Lê Lộc thèm một cái cảm giác một cái nồi lẩu sôi sùng sục. Sau đó mình sẽ bỏ nấm vào, bỏ rau củ quả vào, trụng miếng mì, vớt miếng nấm, chấm miếng chao, thổi. Tuyệt vời. Nơi nào muốn đi khi hết dịch? Nơi nào có biển được không ạ? Có nước càng tốt. Bởi vì Lê Lộc có 3 bộ đồ bơi, mua lâu lắm rồi. Định bụng là hè này sẽ mặc để đi relax. Mà giãn cách quá, chưa có mặc được còn y nguyên. Chưa bao giờ Lê Lộc phải ở nhà lâu đến như vậy.
Tuy nhiên là ở nhà trong khoảng thời gian dài như vậy thì Lê Lộc không cảm thấy khó chịu, bởi vì Lê Lộc luôn giữ cho mình một cái tâm trạng là không chống đối với hoàn cảnh đang xảy ra, mà bên cạnh đó là Lê Lộc đón nhận và thích nghi với hoàn cảnh đó. Vậy chứ Lê Lộc rất là đa dạng trong các buổi tập. Có hôm thì Lê Lộc sẽ tập yoga, có hôm thì Lê Lộc sẽ tập cardio, có hôm cũng gánh tạ luôn. Bởi vì Lê Lộc mua sẵn những cái cục tạ ở nhà rồi, để cho cái mùa giãn cách này mình có những cái bài tập nó phong phú đa dạng và không nhàm chán. Làm vệ sinh cá nhân xong thì ngồi thiền và tập vài động tác yoga là công việc khởi đầu một ngày mới của Lê Lộc. Ngồi thiền và tập vài động tác yoga để cho giãn cơ thì sẽ giúp cho Lê Lộc có một ngày tràn đầy năng lượng, tươi tỉnh, sảng khoái, đặc biệt là trong những ngày giãn cách xã hội như thế này. Cung hoàng đạo của bạn là gì? 27 tháng 7 cung sư tử. Một cái tên khác mà bạn được mọi người gọi là ông bảy cung. Mày na cha tao là Lý Tịnh nè. Tao lấy cái tháp này tao úp sọt mày nè. Chỉ ma gì đâu không à. Hai từ nói về ưu điểm của bản thân: tình cảm. Hai từ nói về khuyết điểm của bản thân: nhạy cảm. Bạn nghĩ rằng đâu là dấu hiệu để mọi người xung quanh nhận biết Võ Tấn Phát? Nụ cười. Ít có ai miệng rộng mà cười tươi như tôi lắm. U là người mà bây giờ Tấn Phát muốn gặp nhất là ai? Là ba mẹ. Tại vì từ đầu mùa dịch tới giờ là gần nửa năm rồi Phát chưa được về quê thăm gia đình. Món ăn mà từ đầu mùa dịch tới giờ chưa được ăn và sẽ ăn liền sau hết dịch là món tôm sốt Thái. Lâu lắm mà chưa được ăn, nhắc là thèm luôn. Nơi nào mà Phát sẽ quyết định xách ba lô lên và đi sau khi hết dịch? Đà Lạt. Không chỉ riêng Phát đâu mà Phát nghĩ là rất là nhiều người muốn lên Đà Lạt sau khi hết dịch. Hát một đoạn bài hát ngay lúc này mà bạn muốn hát. Ok, một đoạn trong bài Cua Viên Nhanh Đi Đi. Trái đất tôi yêu màu xanh xoay vòng quanh mặt trời, cũng biết xe đi thật nhanh. Trong tình yêu, tinh thần luôn dàn người áo trái xinh mây mẽ luôn kim cương đen. Qua hàng đêm thì mọi người vẫn luôn cho niềm tin trên đôi vai suốt bao ngày. Cô viên xin đi đi đi. Rất vui khi được gặp tất cả quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay, và đặc biệt là có thể giới thiệu đến tất cả quý vị không gian sống cũng như là lịch trình làm việc của Phát một ngày trong cái giai đoạn giãn cách như thế này. Và còn gì tuyệt vời hơn, năng động hơn khi chúng ta khởi động một ngày mới và 30 phút tập luyện nhiều thể thao. Và bây giờ tiếp tục cùng Phát nào. Yeah. Bây giờ đã xong 30 phút khởi động và bây giờ cơ thể đã được làm nóng. Tiếp theo sẽ là đi tắm và ăn sáng thôi. Thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở khâu ăn sáng. Chứ khâu đi tắm mà lên sóng là tới công chuyện á. Let's go, đi nào. Tên 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 tên. Xin mời cả nhà. Chắc hẳn rằng mọi người sẽ thắc mắc là: ủa, sao bữa ăn sáng của Lê Lộc lại là một đĩa trái cây, đúng không? Ngày xưa có một cô giáo dinh dưỡng có nói với Lê Lộc rằng trong trái cây á có rất là nhiều chất dinh dưỡng nè, chất xơ nè, đồng thời là có thể cung cấp các khoáng chất nữa, nên có thể giúp cho mình cải thiện được hệ tiêu hóa, chống oxy hóa, làm đẹp da, vân 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 vân.
Mà khi mà buổi sáng chúng ta đang đói á, thì bụng của chúng ta đang ở trong một cái trạng thái trống rỗng, mà mình ăn trái cây vô như vậy á thì sẽ hấp thụ rất là nhiều dinh dưỡng từ trái cây. Nên là bữa sáng của Lê Lộc có khi là sẽ là trái cây, có khi sẽ là yến mạch, có khi sẽ là bánh mì, vân vân. Nhưng mà đa phần buổi sáng sẽ là trái cây. Xin mời cả nhà nha. Ăn vô nó má cái đường ruột dã man. Đây, để giúp cho bữa ăn thêm thú vị và bớt đi phần nhạt chán thì Lê Lộc có những cái thực đơn như sau. Tên 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 đây. À, những cái stick đỏ này á, là Lê Lộc đã dùng rồi. Và ngày hôm nay Lê Lộc sẽ dùng thực đơn này. Bữa sáng của Lê Lộc có trái cây và khoai lang nè. Bữa phụ là sữa đậu nành. Bởi vì ngày hôm qua buổi tối Lê Lộc đã ngâm đậu nành rồi. Tí nữa mình xuống mình xay và mình bắt lên mình nấu, mình uống liền cho nóng hổi. Còn buổi trưa hôm nay thì có miếng xào thập cẩm. Bữa phụ thì có một cái táo. Còn bữa tối thì có một ly sữa cộng với tất cả các loại hạt. Trước khi mình được ăn thì phải cho hai anh này ăn trước. Thôi là hai ảnh quậy mệt nghỉ luôn. Cái việc đầu tiên và vĩ đại nhất mà Phát đã làm trong cái khoảng thời gian này đó chính là ở nhà suốt 4 tháng trời. Lần đầu tiên trong đời Phát có thể ở nhà cái thời gian lâu đến như vậy. Mình nói vui thôi, chứ thực sự cái điều này cũng không ai muốn xảy ra. Và Phát cũng là một người tự lập từ nhỏ, cho nên là các công việc lớn nhỏ trong gia đình thì Phát cũng đã từng trải qua rồi. Có điều lúc trước thì mình không có nhiều thời gian để mà mình tự tay làm, thì mình nhờ bạn bè, người thân hoặc là người giúp việc họ làm giúp. Bây giờ thì có nhiều thời gian rảnh, cho nên là Phát sẽ tự tay làm, như là làm vừa, quét dọn nhà cửa các kiểu. Sau khi tắm xong cho hai em mèo ăn xong thì bây giờ Phát sẽ lo cho cái bụng của mình. Phát sẽ nấu ăn và để xem trong tủ lạnh còn cái gì để nấu không. Lúc trước nếu chưa có dịch thì một ngày của Phát là Phát dành hết cho công việc. Sáng thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn uống các kiểu, Phát sẽ tự make up, tự lái xe đến phim trường để quay phim, quay game show. Vào các ngày cuối tuần thì ngoài quay phim, quay game show thì Phát còn dành buổi tối để mà đi diễn kịch ở các sân khấu. Với cái sự ba bọc đó của cô thì tôi thấy cuộc đời của cô chẳng khác gì một chiếc chiếu mới mua. Ý ông là sao? Chưa từng trải với cô gái. Còn bây giờ một ngày của Phát hả? Sáng thức dậy là sẽ nghĩ của mình ăn sáng món gì, ăn sáng xong thì mình sẽ nghĩ của bữa trưa mình ăn món gì, và ăn trưa xong mình sẽ nghĩ của buổi tối mình sẽ nấu món gì. Nó cứ lặp đi lặp lại vậy, và rất là nhiều những đầu bếp bất đắc dĩ ra đời. Trong đó có Phát. Còn ít đậu que với lại củ cà rốt hôm qua ăn còn dư nè. Trứng gà, cái món này là không thể thiếu trong cái mùa này. Hey, hên quá còn một ít tôm, quan còn nhiều luôn. Yes. Đây, còn miếng thịt bò. Yeah. Miếng thịt bò, tôm, trứng với mấy cái rau củ này để coi còn tôm nguội không. Mình bỏ vô mình làm cơm chiên luôn. Cơm thì không thể nào mà không có được. Rồi. Vậy là mình sẽ quyết định làm món cơm chiên tảo bí lù. Có gì mình bỏ vô mình chiên cái đó. Mùa này mà, trời ơi, có được vậy là mừng lắm rồi đó. Mình cắt hạt lựu mấy cái này, cắt sao cho vừa miệng mình là được rồi. Hôm nay cắt ra luôn. Cắt nhỏ ra.
mình luộc. Còn thịt bò mình đã ướp sẵn đêm qua rồi. Hả? À, trứng gà thì bỏ vô chiên thôi. Bắt đầu thôi, chiên cơm. Cái việc đầu tiên mà Phát học được trong cái giai đoạn này đó chính là sự kiên nhẫn. Kiên nhẫn chờ mấy chuyện nào hết dịch đó. Cái thứ hai là Phát nhìn mọi thứ theo chiều hướng tích cực. Tại vì xung quanh của mình nó đã quá nhiều những thông tin tiêu cực. Nếu như bây giờ mình bị cuốn theo những cái suy nghĩ tiêu cực đó nữa thì mình sẽ bị lún xuống. Và sau khi hết dịch, hết giãn cách, mình sẽ mất một khoảng thời gian để mà mình cân bằng lại mọi thứ. Thì bây giờ thay vì mình tiêu cực thì mình cố gắng nhìn nhận những cái điều tích cực ở tất cả mọi việc, còn những điều tiêu cực thì mình cho nó đi qua. Để sau khi hết dịch là mình có thể bắt đầu lại, khởi động lại vào một cuộc sống mới. Xong. Một chảo cơm chiên tả bí lù cực kỳ hấp dẫn. À, xanh xanh đỏ đỏ, nhỏ nó mê liền. Đầy đủ dinh dưỡng luôn nha. Chắc chắn rồi, chảo cơm này sẽ cung cấp đủ năng lượng cho Phát một ngày luôn á. Còn bây giờ, dọn ra dĩa và ăn thôi. Ta-da, xong rồi đây. Một dĩa cơm thật là hoành tráng. À, mời mọi người nha. Delicious. Tự làm tự khen cũng kỳ mà. Ngon thiệt. Nani. Đầy đủ nguyên liệu, đầy đủ chất dinh dưỡng thì nó sẽ cung cấp cho Phát rất là nhiều năng lượng. Và trong cái mùa dịch như thế này thì cái việc giữ gìn sức khỏe, ngoài việc luyện tập thể dục thể thao ra thì chúng ta cần phải bổ sung cho cơ thể nguồn năng lượng đầy đủ và cần thiết. Cho nên là cái việc ăn uống cũng rất là quan trọng. Phải ráng ăn bữa ăn sáng cho nó đầy đủ. Ngon quá. Và bây giờ Lê Lộc sẽ chuẩn bị cho mình một bữa phụ, đó là một ly sữa đậu nành. Nguyên liệu Lê Lộc chuẩn bị gồm có 200g đậu nành đã ngâm từ tối đêm qua, một bình nước lọc 1 lít, 1 lít hơn, và một ít đường. Đây. Rồi bây giờ Lê Lộc sẽ xay đậu nành trước nha. Và Lê Lộc sẽ cho một ít nước vào đây. Khoảng 500ml nước đi. Đây. Phần xác này sau khi đã được xay 2 lần thì Lê Lộc tạm bỏ qua đây một bên. À, phần xác này á, thì Lê Lộc được biết là cũng có thể nấu ăn được nữa. Wow. Xào với sả ớt là mình ăn cũng rất là ngon. Hôm nào Lê Lộc sẽ thử món ăn này. Vì bữa Lê Lộc vừa đọc trên báo rất là hay. Còn bây giờ tiếp theo thì cái phần này Lê Lộc sẽ lược qua một lần nữa rồi mình sẽ cho vào nồi nấu. Mình nấu với lửa nhỏ tầm khoảng 20 đến 25 phút thì đậu nành nó sẽ chín và có thể dùng được rồi. Nên nhớ là với lửa nhỏ thôi nha. Đậu nành của Lê Lộc đã sôi rồi. Sau khi Lê Lộc đã khuấy đều với lửa nhỏ trong vòng 25 phút hơn rồi, bây giờ Lê Lộc sẽ tắt bếp nè và cho ra ly.
Hey, bây giờ mình sẽ bỏ vào ly một ít đường trước nha. Nên Lộc thì uống ít ngọt thôi, nên là nên Lộc cho khoảng một muỗng hơn một tí. Nếu như bạn nào mà muốn béo, có vị béo, thơm thì mình có thể cho thêm một ít bơ đậu phộng nữa nha. Bây giờ nên Lộc sẽ thử xem cái này như thế nào đã. Wow, sữa đậu nành nóng hổi nha. Chà 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 chà. Lê Lộc đọc được thông tin là sữa đậu nành mình phải nấu thật là sôi thì khi uống đậu nành không có bị độc, còn mình nấu với cái thời lượng ít quá thì đậu nành nó còn nhiều độc tố, uống sẽ không tốt. Thơm quá, đậu nành nguyên chất đó nha. Đây, giờ Lê Lộc sẽ thử trước nha. Và sau khi ăn sáng xong thì ngày hôm nay Phát quyết định trổ tài làm bánh. Và loại bánh mà Phát làm đó là một loại bánh rất là phổ biến và rất là ngon. Đó chính là bánh mì hoa cúc. Ngồi quen lắm đúng không? Đúng rồi ha. Thật sự ở một mình thì Phát cũng không có ăn nhiều đâu, nhưng mà chỉ muốn bày ra làm để cho nó hết ngày hết giờ. Và thứ hai nữa là muốn gửi tặng cho bạn bè người thân ăn lấy thảo. Tại vì thực sự trong những cái ngày này nhu cầu mua sắm cũng rất là hạn chế. Nhiều khi chúng ta có cái bánh, có một bó rau hoặc là một ít trái cây chúng ta gửi cho nhau sẽ cảm thấy rất là ấm lòng, rất là vui trong cái mùa dịch này. Và đó cũng như là cái nguồn năng lượng để chúng ta cổ vũ nhau sớm vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Và bây giờ hãy bắt tay làm bánh cùng Phát nha. Thật sự cái bánh mì hoa cúc này nó cũng không khó đâu, nhưng mà nó cũng không dễ. Tại vì những cái nguyên liệu chúng ta phải cân đo đong đếm cho nó chính xác theo cái công thức thì nó mới thành công được. Bột mì, men, một custard. Hầu như là làm hết tất cả mọi thứ từ việc nhà, nấu ăn. Tại vì Tấn Phát cũng tự lập từ nhỏ rồi, cho nên những cái việc này đối với Phát nó không có xa lạ gì. Và việc nấu ăn đối với Phát không phải là cái trách nhiệm nữa, mà nó là cái niềm vui. Khi mình lâu lâu mình có ngày rảnh thì mình nấu ăn để mình mời bạn bè đến ăn thì nó cũng rất là vui. Đặc biệt trong cái mùa dịch này, nếu mà biết nấu ăn thì đó là một cái lợi thế rất là nhiều. Tại vì hàng quán không còn được bán, không còn được ship mang về nữa, thì bắt buộc mình phải tự nấu ăn. Và nếu như bạn nào không biết nấu ăn thì có thể làm bạn với mì gói và trứng thường xuyên. Còn những bạn biết nấu ăn thì có thể tận dụng được cái sở trường của mình trong cái mùa dịch này. Làm bánh cực nhất là cái khâu này. Nhồi bột mà lên chuột luôn là khỏi tập tạ luôn nè. Nhà bột đi, như trong phim nè. Bạn bè nào mà ăn được cái bánh này chắc xúc động dữ lắm. Bao nhiêu tâm tư tình cảm dồn như cái bánh. Cũng làm vậy mấy lần rồi, bỏ mấy cục bột rồi đó. Cái nhồi bột mình phải làm như vậy, mình phải nhào cho thật kỹ. Khi mà nướng cái bánh nó mới có cái sớ bánh, nó dai cái bánh nó rất là ngon. Mà yên tâm nha, Phát đã rửa tay vệ sinh rồi đàng hoàng hết rồi. Tại nhà bột không có đeo cái găng tay an toàn được, đeo vô là nó không có nhào được, nó
nó xúc ra tùm lum luôn. Mình nhào đến khi nào mà cục bột mình nó kéo cái màng được nè. Đó, mình kéo lên nó không có bị rách nè. Wow. Nó tạo cái độ dai. Đó. Ok, như vậy được rồi. Yippee. Rồi, mình sẽ đem mình bỏ vô ngăn mát tủ lạnh. Mình ủ trong vòng 8 tiếng. What? 8 tiếng nha quý vị. Làm cái bánh này nó kỳ công dữ lắm. Đi. Đây. Đây là hai cái bánh mà Phát đã chuẩn bị từ trước. Tại vì cục bột mình ủ 8 tiếng thì nó sẽ mất nguyên một ngày luôn. Cho nên là Phát đã chuẩn bị từ đêm trước rồi. Wow. Thì sau khi mình ủ 8 tiếng thì mình sẽ đem ra mình tạo hình giống như vậy. Và mình ủ thêm 2 tiếng nữa nha. Tổng cộng 10 tiếng cho cái bánh đó. Trước khi nướng thì mình thoa lên bề mặt một ít lòng đỏ trứng và sữa tươi. Mình chét lên như sơn nhà, sơn nước vậy đó. Mình chét lên như vậy thì sau khi nướng cái mặt bánh nó sẽ cho cái màu rất là đẹp, rất là tươi luôn. Sau đó mình cho một ít hạnh nhân rắc đều lên trên vậy. Mè rắc lên. Bây giờ đem vô lò nướng. Hấp dẫn quá. Đây, bánh mì ra lò nóng hổi. Mời cả nhà nha. Thơm quá. Là ngon. Ôi cha, siêu đau nành thật là quyến rũ. Ê cha. Ồ, tin nhắn từ chương trình. Xin chào Lê Lộc. Cảm ơn bạn đã chia sẻ lịch trình một ngày của mình. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại tại đây. Bạn sẽ phải tiếp tục tham gia vào một thử thách của chương trình. Chương trình nhận thấy rằng đậu nành là nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe khi bạn ăn chay. Vì vậy, thử thách đặt ra đó là tự tay làm một bữa ăn để bổ sung nguồn dinh dưỡng và chăm sóc sắc đẹp từ nguyên liệu đậu nành. Thử thách hoàn thành nhất định sẽ được thưởng. Và thua đương nhiên sẽ bị phạt. Tiêu chí chấm điểm sẽ tùy thuộc vào tâm trạng của ban tổ chức chương trình. Tâm trạng của ban tổ chức chương trình. Cố gắng lên nha. Ây cha, thử thách đến đúng lúc quá hi. Rồi, bây giờ thật ra thì thử thách là một bữa ăn từ nguyên liệu đậu nành và là một cái gọi là một cái chăm sóc sắc đẹp từ đậu nành luôn. Đối với Lê Lộc thì vừa khó vừa dễ. Đậu nành mà dùng để nấu một bữa ăn thì thật ra Lê Lộc đã làm rồi. Còn đối với cái phần thử thách mà làm để chăm sóc sắc đẹp thì chưa bao giờ lần nào nha. Ây cha, để mình coi xem mình phải làm như thế nào đây ta. Ây cha, chương trình ở nhà vui mà làm khó tôi quá. Bây giờ ok, lỡ rồi, chơi tới luôn. Lê Lộc sẽ chấp nhận thử thách. Hồi suy nghĩ thì Lê Lộc có được món ăn làm từ đậu nành. Đó là đậu hũ nước đường. Cũng khá là đơn giản thôi. Tại vì hiện tại bây giờ cũng không có nhiều nguyên liệu để làm một cái món ăn phong phú hơn.
Bây giờ hồi nãy phần đậu, nước đậu nành hồi nãy chưa nấu cũng còn dư. Tại vì cái nồi này hồi nãy Lê Lộc định làm một cái ly sữa đậu nành thôi nên không có nấu hết. Bây giờ nếu mà làm tàu hũ thì Lê Lộc sẽ cho vào đây hết luôn để mình tiếp tục nấu. Tàu hũ nước đường thì nguyên liệu mình còn có đó là nước đường nè. Lê Lộc sẽ nấu bằng đường thốt nốt, ở nhà cũng có sẵn đường thốt nốt. Và gừng, ở nhà cũng có gừng luôn. Để mà đông lại tàu hũ á, thì mình còn phải có đường nho. Nhưng mà hiện tại thì nhà Lê Lộc không có đường nho, nên Lê Lộc sẽ sử dụng bột rau câu. Bột rau câu thì cũng làm đông tàu hũ cũng như là đường nho thôi. Lê Lộc sẽ sử dụng bằng bột rau câu nha. Và trong lúc chờ đậu nành sôi thì Lê Lộc sẽ cắt gừng nè. Và Lê Lộc sẽ pha một ít bột rau câu sẵn. Trong lúc pha thì không quên khuấy sữa đậu nành nha, không sao là tiếc nữa nó sẽ khét cái nồi đậu nành của mình hết. Thấy nhẹ nhẹ, vẫn là để lửa nhỏ nha cả nhà, khoảng nửa muỗng thôi. Nửa muỗng. Lê Lộc sẽ khuấy tầm khoảng thêm 5 phút nữa rồi mình sẽ tắt bếp để nguội, rồi đậu nành sẽ tự đông lại. Bởi vì tàu hũ của Lê Lộc nấu thì cũng không có nhiều nên mình cũng nấu ít đường thôi. Nước đường của Lê Lộc đã sôi rồi, bây giờ Lê Lộc sẽ để đây. Trong lúc chờ cho tàu hũ đông lại tầm khoảng 2 tiếng thì bây giờ Lê Lộc sẽ thực hiện tiếp tục thử thách, đó là làm đẹp bằng nguyên liệu đậu nành. Thật sự là cũng chia sẻ với mọi người luôn là hồi nào giờ Lê Lộc không có làm chăm sóc sắc đẹp bằng nguyên liệu đậu nành. Nhưng mà ngày hôm nay nhận thử thách của chương trình Ở Nhà Vui Mà rồi nên quyết tâm thực hiện luôn. Và Lê Lộc quyết định làm mặt nạ đậu nành. Hồi nãy thì Lê Lộc có làm sữa đậu nành, xay ra thì còn cái bã ở đây, nên Lê Lộc sẽ tận dụng cái bã này để có thể làm một cái hỗn hợp để đắp mặt nạ. Thì hồi nãy Lê Lộc định là sẽ trộn cái bã này với một ít sữa chua không đường, nhưng mà hiện tại thì nhà Lê Lộc hết sữa chua không đường rồi, nên thay vào đó Lê Lộc sẽ trộn với một ít sữa tươi không đường để giúp cho hộp hộp này nó sền sệt lại để đắp lên mặt của mình. Cũng không cần quá loãng đâu, chỉ sền sệt như vậy thôi. Cũng hơi hồi hộp à nghiêng, tại vì lần đầu tiên đắp mặt nạ đậu nành nè nghiêng. Lê Lộc sẵn sàng và hỗn hợp mặt nạ cũng đã sẵn sàng rồi đây. Nhưng mà trước tiên Lê Lộc sẽ tẩy trang cái lớp chống nắng của mình trước đã. Rồi, bây giờ mình sẽ rửa mặt sơ qua. Làm từ nguyên liệu đậu nành kết hợp với sữa tươi không đường. Phải nói là hiện tại Lê Lộc cảm nhận được sự căng ra của làn da Lê Lộc. Sau 15 phút thoa cái hỗn hợp sệt sệt từ nguyên liệu bã đậu nành kết hợp với sữa tươi không đường. Và bây giờ Lê Lộc sẽ rửa mặt đi để cho mọi người thấy được công hiệu của chiếc mặt nạ này nha. Và đây là làn da của Lê Lộc sau khi được trải nghiệm với chiếc mặt nạ làm từ nguyên liệu đậu nành kết hợp với sữa tươi không đường. Phải nói là Lê Lộc xin được cảm ơn chương trình Ở Nhà Vui Mà rất là nhiều, bởi vì nhờ thực hiện thử thách này mà Lê Lộc có được một trải nghiệm mới hết sức là thú vị luôn. Lê Lộc cảm thấy rằng
làn da của mình bật tông trắng sáng hơn nè, căng bóng nè, mịn màng hơn nè. Khá là thú vị nha. Hồi nào giờ Lê Lộc biết được rằng đậu nành chứa rất là nhiều vitamin, dinh dưỡng, khoáng chất. Nhưng mà Lê Lộc không có biết là bã đậu nành còn có thể công hiệu nữa, đó là sử dụng để làm đẹp nữa. Và ngày hôm nay Lê Lộc làm liều thử xem như thế nào. Thật sự là quá hiệu quả, quá thích thú luôn. Nếu bạn nào có hứng thú nữa thì mình có thể trải nghiệm với chiếc mặt nạ rất rẻ tiền nhưng vô cùng hiệu quả, đó là bã đậu nành kết hợp với sữa tươi không đường hoặc là sữa chua nha. Còn bây giờ Lê Lộc sẽ sẵn sàng để chuẩn bị thưởng thức món ăn tàu hũ nước đường của mình đây. Đây là phòng làm việc của Phát. Đây là nơi mà Phát hay thường ngồi làm kịch bản cũng như là lên plan, lên kế hoạch cho những dự án sắp tới của mình. Còn đây là nơi lưu giữ những kỷ niệm chương, những chương trình, những game show mà Phát đã từng tham gia. Đây là tủ sách, những quyển sách mà Phát hay đọc. Tận dụng thời gian trong cái giai đoạn giãn cách này thì Phát viết kịch bản để chuẩn bị sau khi hết giãn cách thì Phát sẽ cho bấm máy những tập tiếp theo trong series phim Gia đình Cục Xúc của mình. Và ở phần đầu sau khi ra mắt thì nhận được rất là nhiều sự đón nhận của tất cả quý vị khán giả. Đó là cái nguồn động lực rất là lớn cho Phát cũng như là ekip để tiếp tục sản xuất những cái tập tiếp theo. Và hy vọng là ở phần sau này thì quý vị vẫn tiếp tục đón nhận và ủng hộ cho ekip của Phát nha. Võ Tấn Phát, cảm ơn bạn đã chia sẻ lịch trình một ngày của mình. Nhưng mọi thứ chưa dừng lại tại đây. Bạn sẽ phải tiếp tục tham gia vào một thử thách của chương trình. Thử thách của bạn đó chính là làm kẹo tách. Thử thách hoàn thành nhất định sẽ được thưởng, và thua đương nhiên sẽ bị phạt. Tiêu chí chấm điểm sẽ tùy thuộc vào tâm trạng của ban tổ chức chương trình. Chà, thử thách có vẻ khó khăn đây. Cố gắng lên nha. Món kẹo tách. À, phải là cái món kẹo đường, xong rồi nó có những cái hình hoa văn rồi mình phải tự tách ra, giống như trong bộ phim Squid Game đang hot hiện nay. Rồi, biết cái kẹo này rồi. Ok, Phát sẽ chấp nhận thử thách là món ăn năng lượng tích cực để gửi đến cho tất cả quý vị khán giả của chương trình nha. Let's go. Đường thì mình cho vô, cũng cho như cho tùy tâm nha, không hết bịch đường luôn. Thôi chắc cho thêm miếng đường nữa đi. Hả? Nấu lên cho nó chảy. Khi nào nó chảy thì mình cho bột baking soda vô là xong. Đổ rồi. Hồi nãy là tầm bậy rồi. Mẹ thương mẹ đổ cho qua được cái thử thách này. Thật sự là biết thì biết cái món này qua bộ phim nhưng mà cũng chưa có thử nấu bao giờ. Cho nên là cũng lên YouTube mò thử coi là cái cách nấu như thế nào. Thì lên YouTube nó chỉ thì kẹo đường nguyên liệu chủ yếu là phải có đường, đúng không? Thì kẹo đường chắc chắn phải có đường rồi. Và một ít bột baking soda. Đó, đường thì mình cho vô, cũng cho như cho tùy tâm nha. Đây, cho như đây chắc đủ rồi. Rồi, nấu lên cho nó chảy. Khi nào nó chảy thì mình cho bột baking soda vô là xong. Nghe đơn giản không? Nhưng mà chưa thử chưa biết. Mà cái này chắc phải cho thêm miếng nước nó mới dễ chảy ha. Cái nấu này biết nào nó chảy. Nani? Rồi cho nước vô, nấu cho nó chảy ra. Chắc cho thêm miếng đường nữa đi. Tự nhiên cho nước vô cái tự nhiên thấy nó ít hẳn luôn á. Mẹ thương mẹ độ cho qua được cái thử thách này. Khi đọc được thử thách thì Phát cảm thấy wow, biên tập của chương trình trending quá.
cập nhật thời sự quá. Tại vì bộ phim Quiz Game trò chơi con mực của Hàn Quốc mới phát sóng á, đang được khán giả rất là quan tâm. Và trong đó có cái thử thách đó là tách kẹo đường. Và không ngờ đó cũng chính là thử thách của Tuấn Phát ngày hôm nay trong chương trình này. Mặc dù nghe đó thấy đó nhưng mà Tuấn Phát chưa bao giờ làm thử. Cho nên đối với Phát đây cũng là một cái thử thách khá là thú vị. Đổ rồi. Hồi nãy là tầm 7 rồi. Nấu lên cho nó chảy, khi nào nó chảy mình cho bột cái baking soda vô là xong. Trời ơi, mà cái này chắc phải cho thêm miếng nước nó mới dễ chảy nha. Cái nấu này biết nhờ nó chảy. Mẹ thương mẹ đổ cho qua cái thử thách này. Hồi nãy là tầm 7 rồi. Tầm 7 rồi. Làm cái này không có bỏ nước. Đâu có biết đâu. Cái tính là cho nó nhanh chảy ra, bỏ nước vô thì lên mạng search nó không phải. Cái này là chỉ bỏ đường thôi, rồi tự nấu là tự chảy thôi. Làm lại mẹ thứ hai nha. Muốn hết bịch đường luôn. Đó, lần này khuấy vậy nè, cho nó tự chảy ra thôi. Yes. Đó. Bắt đầu đổ màu cánh gián ra nè. Cho một ít baking soda vô. Quậy đều. Xong đem đổ ra khuôn. Kính thưa quý vị, thể theo lời yêu cầu của chương trình thì Tấn Phát em đã làm được những cái bãi kẹo như thế này. Không thể gọi là viên kẹo được mà phải gọi là bãi kẹo. Chúng ta gọi theo hình dáng của nó. Thật sự cái món này tuy dễ mà khó. Những cái nguyên liệu rất là đơn giản nhưng mà chúng ta phải canh đúng người đúng thời điểm. Nếu mà để quá lửa thì cái kẹo nó sẽ bị đắng, chúng ta sẽ không ăn được. Cho thang điểm 10 thì Tấn Phát cỡ trên trung bình. Qua môn. Chứ thật sự thì cái lần đầu tiên mình làm thì cũng còn nhiều cái thiếu sót. Cái màu kẹo đáng lẽ nó phải tắt bếp sớm hơn xíu, khoảng mấy giây thôi. Tấn Phát để nó hơi nâu quá cho nên là cái màu nó hơi bị đậm. Tấn Phát nghĩ là lần sau có thể mình sẽ rút kinh nghiệm hơn và cho 5.5 đi, 5.5 trên 10 trên trung bình. Qua môn vậy được rồi. Hồi nãy khi mà chế ra thì Tấn Phát có nôn nóng thử coi là kẹo nó đã cứng lại chưa. Thì mới ịnh cái tay lên cái viên kẹo nó lãnh nguyên cái cục phỏng luôn. Cho nên quý vị hãy thực sự lưu ý nha, nếu mà nó làm món này cũng đừng có chơi dại nha, lấy tay mà đụng vô kẹo lúc nó còn nóng nha. Đó, những cái viên kẹo này chúng ta sẽ tách ra bỏ vô keo. Chúng ta để sử dụng từ từ. Tại vì theo khoa học đã nghiên cứu, những cái chất ngọt từ kẹo hay là sô-cô-la đó, khi mà chúng ta cảm thấy stress hoặc là suy nghĩ rất là nhiều, rất là mệt thì chúng ta sẽ cần ăn một ít kẹo vào thôi. Thì cơ thể của chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái và thư giãn hơn. Cho nên cứ để đây từ từ. Đây. Và hồi nãy Tấn Phát có làm được một cái đúng như yêu cầu. Và bây giờ Tấn Phát sẽ tách cái viên kẹo này. Nếu mà tách được là có thưởng nha. Trời ơi, bây giờ tật nguyền quá à. Thôi bỏ cái băng ra luôn. Tách miếng đầu tiên nè. Được nha. Rồi, ngon lành. Trời ơi, dễ quá rồi. Yippee! Xuất sắc. Còn miếng cuối không lẽ không được. Chưa, sắp rồi. Đó, ngon lành. Trời ơi, dễ quá rồi. Còn miếng cuối không lẽ không được. Còn cứu được. U là miếng cuối nè. Mẹ thương mẹ đổ nè. Nice. Cái hình nó
Nó hơi dị dạng chút xíu nhưng mà nó vẫn là hình tròn đúng không quý vị? Dạ thì chấp nhận được mà. Dạ hy vọng là chương trình Vì Thương Em Bị Phỏng nè, nó chăm trước cho em thắng nha, nha chương trình nha. Chứ làm này cũng cực lắm đó. Mà rất là ngon. Sweet. Hy vọng là quý vị có thể làm thử tại nhà. Mình vừa có thể là giết thời gian nè, mình tạo thú vui, và đặc biệt là chúng ta để sử dụng như là một cái liệu pháp trị liệu đơn giản, giúp cho tinh thần chúng ta thoải mái hơn. Rửa chén ăn xong phải tự rửa chứ, mùa này ai đâu mà rửa cho mình. Cái lịch trình thì cũng không phải gọi là nó gắt gao lắm, nhưng mà thực sự cũng khác ở một mình, cho nên là phải tự set máy rồi tự quay để mà gửi đến những cái khoảnh khắc trong một ngày của mình đến tất cả quý vị khán giả, thì nó cũng hơi vất vả chút xíu. Nhưng mà rất là vui để có thể chia sẻ đến những cái khoảnh khắc trong ngày của mình đến tất cả quý vị khán giả, để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Và hết giãn cách, hết dịch thì Tấn Phát hy vọng rằng những cái sản phẩm sau này của mình sẽ được tất cả quý vị khán giả đón nhận nhiều hơn. Nồi tàu hũ của em đã đặt lại rồi nè. Wow, thật là vi diệu. Một tô nước đường thông phức. Vui quá à. Sau một khoảng thời gian chờ đợi thì cũng đã thành công. Bây giờ Lê Lộc sẽ múc một chén tàu hũ, mời cả nhà cùng ăn nha. Wow. Hú hồn, thiếu cái này là không có được. Nước cốt dừa. Thôi chết, nãy giờ em quên luôn quý vị ơi. Thiệt sự, mà hên một cái là cách đây 2 ngày Lê Lộc có nấu chè đậu xanh đánh với nước cốt dừa. Hên quá mới còn nước cốt dừa này bỏ tủ lạnh. Chứ không thôi là hồi nãy giờ quên luôn là ăn tàu hũ nước đường phải có nước cốt dừa nó mới ngon. Trời ơi, hên quá. Không sao, vẫn còn nha quý vị. Vẫn còn nước cốt dừa. Trời ơi, thì da đúng bài rồi. Bây giờ mình sẽ múc tàu hũ ra thôi. Đúng rồi. Cái muỗng kia thì nó múc nó không có đẹp cho lắm. Bây giờ Lê Lộc sẽ mượn cái nắp của cái hộp nước dừa này. Lê Lộc múc tàu hũ. Thường mấy cô bán là sẽ có cái giá múc tàu hũ thì nó sẽ đẹp hơn. Còn bây giờ thì thiệt sự là ở nhà Lê Lộc không có cái giá đó, nên bây giờ mình làm cái giá giả chiến luôn. Mình lấy cái này mình múc luôn. Tệ đi, không sao đâu, lỡ rồi, chơi luôn. Đây là một cái chén không nha quý vị. Đường này mà mình nấu bằng đường thốt nốt đó cả nhà, rất là thơm, thơm rất là nhiều, mà không cần nêm nếm gì hết trơn á, cứ bỏ đường vô nấu với nước rồi kẹo lại là có một chén nước đường thơm ngon luôn. Ây cha, ngay giờ bây giờ phải rưới thêm một ít nước cốt dừa nữa. Trong cái đợt giãn cách này thì việc đầu tiên mà Lê Lộc đã làm trong đời đó là việc học piano. Trước giãn cách mấy ngày thì Lê Lộc cũng có đăng ký một khóa học tại trung tâm, cũng có đến học
chắc tầm khoảng 3 buổi. Sau đó thì lệnh giãn cách căng thẳng hơn thì mình phải ngưng học lại. Và Lê Lộc phải tự học ở nhà, tự lên YouTube, tự mày mò học. Vị. Mặc dù trước đó nhiều người chia sẻ rằng học piano thì rất là khó và tốn rất là nhiều thời gian, nhưng mà khi mà tự mày mò cố gắng kiên trì mỗi ngày thì Lê Lộc cảm thấy rằng piano giúp cho Lê Lộc bình tĩnh hơn, tâm thư thái và nhẹ nhàng hơn. Rồi buổi tối thì Lê Lộc sẽ dùng để xem một bộ phim nào đó hoặc là đọc một cuốn sách. Lê Lộc chia sẻ cho mọi người vài cái cuốn sách mà Lê Lộc đã đọc trong cái mùa giãn cách. Mỗi cuốn sách mà Lê Lộc đã đọc từ cái mùa giãn cách năm ngoái và Lê Lộc đã đọc hết rồi, đó là cuốn Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm. Và cuốn tiếp theo nữa các bạn cũng có thể tìm mua, đó là cuốn Hạnh phúc đích thực của thầy Thích Nhất Hạnh. Và Lê Lộc vừa mới đọc xong một cuốn Ai đổ đống rác ở đây. Đó là những cuốn sách mà Lê Lộc đã được đọc trong những cái ngày giãn cách. Nếu bạn nào mà tò mò thì cũng có thể tìm mua những cuốn sách này, rất là hay và ý nghĩa, vì nó đã giúp cho Lê Lộc có một cái tinh thần nhiều điều tích cực và nhiều năng lượng hơn. Trong những ngày giãn cách như thế này thì Lê Lộc mới nhận ra rằng trân quý cuộc sống nhiều hơn. Mỗi ngày chúng ta phải luôn hối hả với rất là nhiều việc, đôi khi là không có thời gian để nhìn lại bản thân mình cũng như là hoàn thiện chính bản thân mình nữa. Lê Lộc cảm thấy là mình còn rất là may mắn vì mình còn vẫn được khỏe mạnh, vẫn còn ở bên cạnh những người thân yêu, bên cạnh gia đình mình. Hy vọng rằng ngày hôm nay một phần nào đó Lê Lộc có thể mang đến một chút xíu nguồn năng lượng tích cực, hay có thể là một nụ cười cho tất cả mọi người thôi. Như vậy thì Lê Lộc cũng đã vui lắm rồi. Và Lê Lộc xin được cầu chúc cho tất cả mọi người được mạnh khỏe và bình an. Thật sự cái đại dịch Covid này không ai muốn cả, thật sự không ai muốn cả. Nó đến quá bất ngờ và không ai chuẩn bị kịp điều gì hết. 2 năm chúng ta sống chung với đại dịch Covid đã để lại cho tất cả mọi người và riêng với Phát rất là nhiều bài học. Tất Phát thấy mình sống chậm lại, sống kỹ hơn và biết quan tâm người khác nhiều hơn. Tất Phát hy vọng rằng sau cái đại dịch này Tất Phát sẽ rút ra được nhiều bài học, kinh nghiệm để mà áp dụng nó vào trong đời sống của mình, để giúp cho cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Chắc chắn rằng mọi người sẽ có một quan điểm sống khác nhau, nhưng đối với Lê Lộc, hạnh phúc của Lê Lộc chính là mỗi ngày khi thức dậy, Lê Lộc được nở một nụ cười đầu tiên với chính bản thân mình. Bởi vì nụ cười đó nhắc nhở Lê Lộc rằng hãy luôn mang niềm vui, mang một nguồn năng lượng tích cực cho chính bản thân mình cũng như là cho tất cả mọi người. Vì Lê Lộc cảm thấy hài lòng với tất cả những gì mà Lê Lộc đang có. Bởi vì sự mãn nguyện đó chính là khoảnh khắc mà Lê Lộc cảm thấy rằng mình có đủ tất cả mọi thứ. Đó chính là hạnh phúc của Lê Lộc. Hạnh phúc đối với Phát là được làm nhiều show, kiếm thật là nhiều tiền để có thể phục vụ được các cái mục đích, các cái nhu cầu riêng của mình. Nếu như trước đây thì Tân Phát sẽ trả lời như vậy. Còn trong đại dịch và qua tất cả những gì mà Tân Phát đã trải qua thì bây giờ đối với Phát, hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi ngày chúng ta thức dậy với một cái sức khỏe bình thường và được nhìn thấy những người thân yêu của mình, những người bên cạnh của mình vẫn khỏe. Đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta có thể làm tất cả nếu như chúng ta có được sức khỏe
và Tấn Phát chỉ mong được sức khỏe, mưu cầu sức khỏe cho mình cũng như là tất cả mọi người, và hy vọng tất cả mọi người phải thật khỏe sau đại dịch để chúng ta có thể còn gặp gỡ lại nhau và cùng nhau xây dựng lại một cuộc sống bình thường mới. Xin chúc cho tất cả mọi người luôn tìm thấy được những điều tích cực. Ở nhà vui mà gửi đến. Bất ngờ chưa? Ôi, hấp dẫn quá. Ôi cha, mặc dù là thử thách hôm nay Đen Lộc hoàn thành chưa được trọn vẹn lắm, nhưng mà không ngờ là chương trình lại gửi một thùng quà này đến như thế này. Hay cha. Em mở ra xem cái gì đây. Trời ơi, hôm qua bự quá cả nhà ơi, có nè. Trời ơi. Quý hơn vàng nữa. Quý hơn vàng nữa. Ủa? Mọi người xem nè. Trời. Thật sự là thời điểm này mà cho những rau củ quả như thế này là rất là quý luôn. Cảm ơn chương trình rất là nhiều. Có thừa nữa, đừng có hỏi em cái gì nữa nha. Trời ơi. Ở nhà vui mà. Cảm ơn Lê Lộc đã chia sẻ lịch trình một ngày của mình và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến quý vị khán giả. Hãy cung cấp thật nhiều vitamin từ món quà của chương trình để bảo vệ cho bạn và gia đình vượt qua mùa dịch này nhé. Và qua đây thì Lê Lộc cũng xin được thay mặt cả gia đình của Lê Lộc xin được cảm ơn ekip của chương trình Ở Nhà Vui Mà. Kính thưa quý vị, sau thử thách vừa rồi thì có hơn 1981 lá đơn gửi về cho chương trình Ở Nhà Vui Mà của rất nhiều quý vị khán giả yêu cầu chương trình phải cho Tấn Phát thắng cái thử thách vừa rồi. Tại vì sao? Tại vì làm cực quá mà, bị phỏng tay nữa nè. Rồi kẹo ăn ngon không? Ngon. Rồi tắt được không? Tắt được, quá hợp lệ. Vậy tại sao không cho thắng đúng không? Nhờ áp lực đến từ khán giả mà chương trình đã cho Tấn Phát thắng và gửi tặng cho Tấn Phát một cái thùng quà như thế này đây. Yeah. Ngay bây giờ Tấn Phát sẽ đập hộp để xem bên trong có gì cho tất cả quý vị khán giả cùng xem nha. Đập hộp đúng nghĩa đen luôn, là đập vô cái hộp. Wow. Wow. Một thùng rau củ và trái cây quý vị ơi. Và nói cái mùa này mà được tặng cái món quà như thế này là còn hơn bắt được vàng nữa. Và kèm theo một lá thư. Cảm ơn Võ Tấn Phát đã chia sẻ lịch trình mỗi ngày của mình và lan tỏa nguồn năng lượng tích cực đến với quý vị khán giả. Hãy cung cấp thật nhiều vitamin từ món quà của chương trình để bảo vệ cho bạn và gia đình vượt qua mùa dịch nha. Chương trình Ở Nhà Vui Mà rất là dễ thương. Xin được cảm ơn chương trình và đặc biệt là xin được cảm ơn tất cả những khán giả đã ủng hộ và giúp cho Tấn Phát thắng trong cái thử thách này nha. Để xem đây, cái thùng rau củ trời ơi chất lượng chưa nè, đầy đủ luôn, xanh đỏ tím vàng đủ màu sắc. Cái này rất là nhiều vitamin C nha quý vị. Đó. Hấp dẫn quá. Trời ơi, có trái thơm nữa nè. Nấm nữa. Trời ơi, nhiêu đây là tôi ăn qua mùa dịch luôn. Và xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi lịch trình của Tấn Phát trong một ngày, trong cái giai đoạn giãn cách như thế này. Và xin chúc cho tất cả quý vị có thật nhiều sức khỏe và chắc chắn chúng ta sẽ sớm vượt qua đại dịch Covid-19 thôi. Và xin mời tất cả quý vị khán giả hãy cùng đón xem chương trình Ở Nhà Vui Mà một ngày cùng Võ Tấn Phát vào lúc 20:25 các ngày thứ 6 trong tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Quang ơi,
Đón xem tập 11 Ở Nhà Vui Mà phát sóng vào lúc 20:25 ngày 5 tháng 11 năm 2021 trên kênh HTV7.